Xin chào các bác, hôm nay em sẽ dẫn các bác đi tới xưởng tranh nhà em nha các bác. Các bác sẽ nhìn thấy thì để làm ra một bức tranh hoàn thiện như các bác có thể xem được trên những cái video của em thì nó sẽ gặp rất là nhiều những cái quá trình và cũng như là tốn công sức của rất nhiều thợ nghệ nhân bên em nhé. Các bác sẽ nhìn thấy ngay công đoạn đầu tiên, đó chính là việc lên bản thảo này, lên phác thảo như thế này. Thì sau đó lên xong một bản vẽ như thế này thì chúng ta mới đưa lên trên một tấm đồng để thúc nha các bác. Đấy ạ. Các bác sẽ nhìn thấy đây là bức đồng quê đấy. Đầu tiên là lên bản vẽ, sau đó thì chúng ta sẽ đặt lên trên tấm đồng như thế này để tiến hành công đoạn tiếp theo. Đó chính là thúc trên bề mặt của tấm đồng. Thì các bác sẽ đi theo em sang những cái vị trí khác. Những cái vị trí này thì sẽ đang được thúc họa tiết của tranh rồi. Các bác nhìn nhá. Đây. Thì sau khi để cái bản vẽ lên đây thì các cô sẽ thúc những cái họa tiết bằng những cái ve, cái búa như thế này. Đây ạ. Thì sẽ thúc các cái họa tiết, đặt tấm đồng lên này và sẽ thúc những cái họa tiết lên trên bề mặt của tranh để cho nổi hẳn những cái họa tiết lên như thế này nha các bác. Sử dụng từng cái họa tiết nó sẽ đi với từng cái ve, cái búa một. Các bác sẽ nhìn thấy, nhìn nó hơi giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó sẽ rất là khác nhau nếu các bác so sánh này. Từng cái đầu của nó, kích thước và cũng như cái độ to nhỏ của từng cái ve, cái búa thì nó phải đi chuẩn theo từng cái kích thước một, chứ không phải là một cái ve, một cái búa mà mình có thể đục được tất cả những cái họa tiết trên cùng một cái bức tranh đâu ạ. Mà chúng ta phải tùy từng loại, tùy từng kích thước của từng cái ve, cái búa. Như cái này là rất là to này, thì nó sẽ chạm những cái họa tiết nó mang tính bằng phẳng hơn. Còn cái những cái nhỏ li ti như thế này thì nó sẽ đòi hỏi những cái chi tiết nó nhỏ hơn và cần những cái nó cẩn thận chi tiết hơn như thế này. Đó là về các cái phần ve, cái phần búa. Các bác sẽ sang cái bên này đi. Đây là công đoạn thứ hai và đây là công đoạn. Đây. Khi mà cái họa tiết chúng ta đưa cái bản phác thảo lên và chúng ta làm những cái họa tiết này thì nó sẽ có chiều sâu xuống như thế này nha các bác. Đấy chính là lý do vì sao những cái hàng thủ công cao cấp thì thường nó sẽ có độ sắc nét hơn này và nó chi tiết hơn, chính là vì được làm thủ công hoàn toàn như thế này. Và thúc nổi, để làm nổi như thế này thì chúng ta sẽ làm một bên mặt nó sẽ bị lõm xuống và sau đó chúng ta lại lật lại để làm ra những cái họa tiết nổi lên trên như kia. Tức là cái bước này là chúng ta sẽ đã lật lại rồi nha các bác. Đây, sử dụng những cái ve, cái búa và chúng ta làm chìm xuống như thế này. Này, chim này, hoa mẫu đơn này và những con chim con công như thế này đều làm được rất là tỉ mỉ và chỉn chu để cho ra được một cái bức tranh như thế này. Đây các bác, rất là nhiều những cái sản phẩm và cũng như là cái công đoạn để làm cho ra được một cái bức tranh thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Trung bình một bức tranh được làm thủ công hoàn toàn 100% như thế này thì dao động thời gian cho các bác là từ 20 ngày cho tới 1 tháng mới có thể hoàn thiện được nha các bác. Chính vì vậy mà cái giá trị của một cái bức tranh thủ công nó sẽ không đong đếm bằng những cái giá trị bình thường mà nó sẽ cộng hưởng vào đó rất là nhiều. Tại vì nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ chỉn chu của nghệ nhân và cũng như là thời gian và rất là lâu. Mỗi bức tranh nó sẽ có một cái hồn riêng và mỗi cái đặc tính cũng như là cái sản phẩm nó sẽ có cái độ thẩm mỹ. Chính vì thế cái đòi hỏi của nghệ nhân để làm sao cho nó cân đối này, cho nó chỉn chu nhất và nó có hồn nhất thì đó chính là cái giá trị của bức tranh mà chỉ có hàng thủ công cao cấp mới có. Cái bức này thì sẽ là bức tranh mâm thuận buồm xuôi gió làm theo kích thước yêu cầu của khách, làm rất là nổi này. Cái này là được quay lại để có thể là tinh sửa họa tiết rồi, sau khi mà chúng ta thúc nổi họa tiết lên và sau đó quay trở lại cái mặt kia để chúng ta tinh sửa những cái họa tiết trên cái bức tranh này. Và đây cũng vậy nha các bác. Bức tranh này thì thợ đang làm dở bức tranh cửu ngư quần hội. Đây. Mặc dù nhỏ như thế này thôi thì các bác có thể để ý cho em này. Đây toàn bộ là những cái ve, cái búa để chỉ sử dụng cho một cái bức tranh có với kích thước nhỏ như này thôi. Tuy nhiên thì nó phải sử dụng rất rất là nhiều những cái ve, cái búa với kích thước nó khác nhau như thế này. Đây, đây là một cực kỳ điều đặc biệt và cũng như là đặc trưng của hàng thủ công. Rất là nhiều đấy ạ, chứ không phải một hai cái đâu. Cái ve, cái búa này, búa to, búa nhỏ như này, rất là nhiều kích thước, chứ không phải là một kích thước như là những cái dòng tranh phổ thông khác. Đây là dòng tranh cựu ngư quần hội này, rất là đẹp đúng không ạ? Thúc nổi lên trên bề mặt của tranh này. Cái này thì là mới là tấm đồng nguyên sơ thôi, mới chỉ thúc nổi lên thôi. Sau đó thì chúng ta có thể sửa, sau đó làm màu và cũng như là nếu bác nào thích mạ vàng, mạ bạc thì chúng ta sẽ mạ và sau đó thì tiến hành công đoạn cuối cùng, đó là đưa vào khung và hoàn thiện
để bức tranh đó trở nên đẹp nhất, chỉn chu nhất cho cái dòng tranh cao cấp này. Và nếu mà bác nào quan tâm tới những cái dòng tranh cao cấp thủ công này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline Zalo 0339 737 519, thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác ạ. Và đặc biệt đối với những cái dòng tranh cao cấp như thế này thì em có làm theo kích thước yêu cầu của gia chủ để làm cho phù hợp nhất với cái không gian nhà các bác, nên là các bác có thể liên hệ trực tiếp em qua số hotline và Zalo ạ. Và nếu bác nào đang thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể dành tặng em một like và một đăng ký kênh Ngọc Anh Tranh Đồng ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.